cảm thấy anh Trấn Thành ngoài đời đẹp trai hơn anh Trường Giang. Bà có diễn một tiếng thì cũng không cười. Đừng nói một phút. Dạ, chào chú Trấn Thành, chào anh Trường Giang và chào anh Ngô Kiến Huy. Em có còn muốn thi nữa không? Cái nãy giờ cũng nói gì má không nghe lời con gì hết trơn vậy? Trời đất ơi, má tán một tán vô cái bờ mông bên trái là chết nha con. Trời ơi. Đón xem tập 8 Thách thức danh hài phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2016 trên kênh HTV7.